Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Chúa Mày Dạng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi học kỳ 2 môn công nghệ lớp 6 nhé. Chúng tôi xin bài giảng của Thầy Liêm cấp phí quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ đề bài sẽ có hai phần, phần trắc nghiệm, phần tự luận. Mình sẽ là phần trắc nghiệm trước nhé. Trước hết là câu số 1. Cấu tạo của đèn xe đốt sẽ gồm có mấy phần chính? Một phần, hai phần, ba phần hay bốn phần? Thì mình thấy là cấu tạo của đèn xe đốt chính là có 3 bộ phận, đúng không? Có 3 phần chính. Như vậy câu số 1 mình sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo là câu số 2, đuôi đèn xe đốt có mấy cấu tạo gồm mấy điện cực? 1, 2, 3, 2, 4 thì chắc chắn là chỉ có hai điện cực thôi, điện cực dương hoặc điện cực âm, đúng không? Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 3, sơ đồ nào sau đây thể hiện nguyên lý làm việc của đèn xe đốt? Đáp án A là nguồn điện, đuôi đèn và sơ đốt. Đáp án B là nguồn điện, sơ đốt và đuôi đèn. Đáp án C là đuôi đèn, nguồn điện và sơ đốt. Và đáp án D là đuôi đèn, sơ đốt và nguồn điện. Như vậy là nguyên lý làm việc của mình sẽ điện sẽ đi từ nguồn điện, sau đó sẽ đến đuôi đèn, rồi tới đâu đến sơ đốt, sẽ làm cho sơ đốt sẽ bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, sau đó sơ đốt sẽ phát ra ánh sáng. Như vậy là câu số 3 mình sẽ chọn đáp án này. Thì hiện tượng phóng điện đi qua sơ đốt làm cho sơ đốt nóng lên, nhiệt độ rất là cao. Và khi ở nhiệt độ cao thì sơ đốt nóng sẽ phát ra ánh sáng. Mình nhớ là bất cứ vật nào khi bị nóng lên cũng phát ra ánh sáng. Còn phát ra ánh sáng nhiều hay ít tùy thuộc vào chất liệu làm cái sơ đốt đó. Thì sau này bóng đèn sơ đốt thì người ta sử dụng làm bằng chất liệu wolfram. Thì chất liệu wolfram nó sẽ chịu được nhiệt độ cao và phát ra ánh sáng rất là lớn, đúng không? Tiếp theo là câu số 4, bóng đèn điện sẽ có mấy không số cơ bản? 1, 2, 3 hay là 4? Thì mình thấy là bóng đèn điện sẽ có hai không số cơ bản, chính là điện áp và công suất, đúng không? Điện áp sẽ đơn vị điện áp và công suất. Thì điện nhà của mình hiện nay là đơn là 220V. Còn công suất của bóng đèn thì có nhiều là bóng đèn điện sẽ có nhiều loại khác nhau. Bóng đèn 20W, đúng không? 50W, 100W, vân vân. Như vậy là câu số 4 mình sẽ chọn đáp án B. Thì bóng đèn xe đốt hiện nay là hình mình hầu như là không thấy nữa, vì người ta xài cái này rất là tốn tiền điện, nên mình thấy đa số bây giờ chỉ sang đèn LED hết, đúng không? Tiếp theo là câu số 5, đơn vị công suất định mức ký hiệu là von, W, A hay là cả ba? Như vậy công suất chính là watt, đúng không? Như vậy là câu số 5 mình sẽ chọn đáp án B, chính là watt nha. Công suất của đơn vị của công suất chính là watt. Thì bóng đèn của mình mua thường là bóng đèn sẽ là vài chục watt, đúng không? Ví dụ đèn LED thì mình thấy là LED công suất nó sẽ nhỏ hơn mà cho ánh sáng tương tự, ví dụ như là bóng đèn xe đốt 100W thì bóng đèn quỳnh quang sẽ 40W, còn bóng đèn LED thì khoảng 20W là độ ánh sáng, đúng không? Tiếp theo là câu số 6, đặc điểm nào sau đây không phải của đèn xe đốt? Mình nhớ mình sẽ chọn là không phải của đèn xe đốt nha. Đáp án A là tạo ra ánh sáng liên tục. Đáp án B gần với ánh sáng tự nhiên. Đáp án C là hiệu suất phát quang thấp. Và đáp án D là tuổi thọ trung bình bóng đèn cao. Thì mình thấy là đáp án D là không phải của đèn xe đốt. Mình nhớ là đèn xe đốt do nó đốt nóng ở nhiệt độ cao, nên cái đèn xe đốt là tuổi thọ rất là thấp, đúng không? Chứ không phải là cao. Như vậy câu số 6 mình sẽ chọn đáp án D.
thì cái dây tóc bóng đèn sẽ bị đốt nóng ở nhiệt độ rất là cao, nên tuổi thọ không được cao. Đúng không? Tuổi thọ nó rất là khác. Tiếp theo là cái câu số 7. Đèn huỳnh quang ống có cấu tạo gồm mấy bộ phận chính? 1, 2, 3 hay là 4? Thì mình nhớ là có hai bộ phận chính. Đúng không? Như vậy câu số 7 mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 8. Hiệu suất phát quang của đèn huỳnh quang ống như thế nào so với bóng đèn sơ đốt? Đáp án A là cao hơn, đáp án B là thấp hơn, đáp án C là như nhau, và đáp án D là không xác định được. Như mình nhớ là hiệu suất phát quang của đèn huỳnh quang ống sẽ là cao hơn của đèn sơ đốt. Đúng rồi. Như giờ câu số 8 mình sẽ chọn đáp án A. Được rồi. Hiệu suất phát quang của bóng đèn huỳnh quang tốt hơn đèn sơ đốt, và hiệu suất của bóng đèn LED sẽ tốt hơn cả bóng đèn huỳnh quang, nên sau này mình sẽ chuyển sang bóng đèn LED hết. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 9. Đặc điểm của khăn nồi cơm điện là thường có hai lớp, giữa hai lớp có lớp vỏ cách điện để giữ nhiệt bên trong. Đáp án B được làm bằng hợp kim nhôm, phía trong thường được phủ một lớp chống dính để cơm không dính vào nồi. Đáp án C là được đặt ở đáy nồi, và đáp án D là cả ba đáp án. Như vậy câu số 9 mình sẽ chọn đáp án A. Thì khăn nồi cơm điện thường sẽ có hai lớp, ở giữa hai lớp sẽ có lớp vỏ cách điện để giữ nhiệt bên trong. Như vậy câu số 9 mình sẽ chọn đáp án này. Thì nhờ cái hai lớp này, đúng không? Có vỏ cách điện này giữ nhiệt bên trong, nên mình sẽ thấy là nồi cơm điện giữ nhiệt được lâu hơn. Tiếp theo là câu số 10. Ngoài ba bộ phận chính hay nồi cơm điện còn có bộ phận nào sau đây? Đáp án A là nắp nồi, đáp án B là rờ le nhiệt, đáp án C là bộ phận điều khiển, và đáp án D là cả ba đáp án trên. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án D. Đúng không? Ngoài ba bộ phận chính thì sẽ có nắp nồi, rờ le nhiệt và bộ phận điều khiển. Đúng không? Như vậy câu số 10 mình sẽ chọn đáp án D. Giờ tiếp theo có số 11. Sơ đồ nào sau đây thể hiện nguyên lý làm việc của nồi cơm điện? Giờ mình xem nguyên lý làm việc. Nguồn điện, bộ phận điều khiển, mâm nhiệt và nồi, nồi nấu nha. Như vậy mình thấy là đáp án A là đúng nha. Thì nguồn điện sẽ đi từ nguồn điện tới bộ phận điều khiển, tới mâm nhiệt và tới nồi nấu. Đúng rồi. Như vậy câu số 11 mình sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo là câu số 12. Nồi cơm điện có công suất kỹ thuật như sau: 220V và 400W, 0,75 lít. Hãy cho biết 220V là công suất gì? Thì mình nhớ volt chính là điện áp, đúng không? Chính là điện áp nhé. Còn 400W là công suất, còn cái này chính là dung tích định mức, đúng không? Như vậy ở câu số 12 người ta nói là 220V là hộp số gì, thì mình sẽ chọn đáp án A chính là điện áp định mức nhé. Như vậy là câu số 12 mình sẽ chọn đáp án A.
Tiếp theo là câu số 13. Đặc điểm của nồi cơm điện là: đáp án A là mất thời gian, đáp án B là tốn công sức, đáp án C là khó sử dụng, đáp án D là có nhiều công dụng khác nhau như là hấp bánh, nấu cháo. Thì trong bốn đáp án thì mình thấy nồi cơm điện sẽ là có nhiều công dụng khác nhau như là hấp bánh, nấu cháo. Đúng không? Vì nấu cơm nồi cơm điện rất là đơn giản, đúng không? Mình sẽ... như vậy là câu số 13 mình sẽ chọn đáp án D nhé. Có nhiều công dụng khác nữa, đúng không? Tiếp theo là câu số 14. Cấu tạo bếp hồng ngoại gồm có mấy bộ phận? 1, 2, 3 hay là 4? Thì mình thấy là cấu tạo bếp hồng ngoại sẽ có 4 bộ phận. Đúng không? Như vậy câu số 14 mình sẽ chọn đáp án đi. Tiếp theo là câu số 15. Sơ đồ nguyên lý làm việc của bếp hồng ngoại là: giờ đáp án A là nguồn điện, bộ phận điều khiển, mâm nhiệt hồng ngoại. Thì mình thấy là đáp án A đúng rồi, đúng không? Thì điện sẽ đi từ nguồn điện vào bộ phận điều khiển, sau đó tới mâm nhiệt hồng ngoại, đúng không? Như vậy câu số 15 mình sẽ chọn đáp án A. Đúng không? Như là trong 4 đáp án thì sẽ có một đáp án đúng, nên mình thấy là đáp án A đúng thì mình có thể chọn liền mà không cần đọc ba đáp án trên tiếp theo cũng được, đúng không? Tiếp theo là câu số 16. Đặc điểm của bếp hồng ngoại là: đáp án A chỉ dùng với một lò nấu cố định. Chỉ dùng với một lò nấu cố định. Đáp án B là hiệu suất đạt dưới 50%. Đáp án C là an toàn khi sử dụng. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án C. Đúng rồi. Mình thấy là bếp hồng ngoại thì sử dụng nhiều lò nấu khác nhau. Chỉ cần cái mặt đa mặt nồi mà cái nó mặt nồi nấu nó phẳng là được, đúng không? Nó sẽ không kén nồi, chỉ cần nồi phẳng là được, mặt đáy nồi sẽ phẳng là được, đúng không? Và hiệu suất đạt sẽ là trên 50% chứ không phải là dưới 50%, đúng không? Và mình sẽ an toàn khi sử dụng nhé. Mình chỉ cần chú ý một chút là khi mà nấu và sau khi nấu thì cái mặt bếp nó sẽ nóng nên mình sẽ tránh chạm tay vào sẽ bị phỏng hơn, đúng không? Tiếp theo là câu số 17. Sử dụng bếp hồng ngoại như thế nào cho đúng cách, an toàn và tiết kiệm? Đáp án A là thường xuyên lau bếp sạch sẽ. Đáp án B là không chạm vào bếp khi đun nấu. Đáp án C tùy theo nhu cầu sử dụng để lựa chọn bếp phục cho phù hợp. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. Như vậy là mình bị sử dụng bếp hồng ngoại thì mình phải thường xuyên lau bếp sạch sẽ này, không chạm vào bếp khi đun nấu, và tùy theo nhu cầu sử dụng mình sẽ chọn lò bếp cho phù hợp, nên mình sẽ chọn đáp án D, cả ba đáp án trên nha, đúng này. Tiếp theo là câu số 18. Câu số 18, ngoài động cơ điện thì cánh quạt, quạt điện còn có bộ phận nào? Lồng bảo vệ, bộ phận điều chỉnh tốc độ quay, bộ phận hẹn giờ. Thì mình thấy là ở động cơ điện, ngoài động cơ điện và cánh quạt thì quạt điện sẽ có lồng bảo vệ này, có bộ phận điều chỉnh tốc độ quay và có bộ phận hẹn giờ luôn, đúng không? Nên câu hỏi số 18 mình sẽ chọn đáp án đi. Đúng không? Thì có một số loại quạt điện sẽ có cả ba nha, còn có một số sẽ có chỉ có hai thôi, lồng bảo vệ và bộ phận điều khiển chính là chỉnh tốc độ quay, còn bộ phận hẹn giờ có thể có hoặc không, đúng không? Như vậy ở đây người ta cho mình như vậy thì mình chỉ có thể là chọn đáp án D mà không, đúng không? Tiếp theo là câu số 19. Chức năng của cánh quạt là tạo ra gió, bảo vệ an toàn cho người sử dụng, thay đổi tốc độ quay, hẹn giờ quạt tự động tắt. Thì mình chức năng của cánh quạt chính là tạo ra gió, đúng không? Khi cánh quạt quay
sẽ tạo ra gió khỏi da, đúng không? Và gió sẽ khỏi về phía trước và phía sau sẽ có hiện tượng hút gió qua, đúng không? Như giờ câu số 19 mình sẽ chọn đáp án ngay. Tiếp theo là câu số 20. Sơ đồ nào sau đây thể hiện nguyên lý làm việc của quạt điện? Đáp án ngay là nguồn điện, bộ điều khiển, động cơ điện và cánh quạt. Như vậy là mình thấy là đáp án ngay là đúng. Điện sẽ đi từ nguồn điện tới bộ phận điều khiển tới động cơ điện. Động cơ điện sẽ quay làm cho cánh quạt quay khen, đúng không? Như vậy là câu số 20 mình sẽ chọn đáp án A. Như vậy là mình xong phần trắc nghiệm nha. Giờ phần trắc nghiệm có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình qua phần tự luận. Câu số 1. Nêu cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình để đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Giờ hãy trả lời câu hỏi số 1 như sau. Như giờ cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình để đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Chứ hết là mình không chạm vào chỗ khi... Mình sẽ không chạm vào chỗ đang có điện, đúng không? Mình sẽ không cắm phích điện và đóng cầu dây bật công tắc điện hay sử dụng đồ dùng điện khi tê hoặc người bị ướt. Không được vừa sử dụng vừa nạp điện điện thoại nha. Nạp điện cho điện thoại vâng qua. Khi nạp đầy thì mình sẽ cần rút nguồn điện ra để tránh cháy nổ nha. Không được vừa sử dụng điện thoại vừa nạp điện nha. Khi nạp đầy thì cần rút nguồn điện ra để tránh cháy nổ. Không tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của thiết bị điện có nhiệt độ cao hoặc là đang vận hành, đúng không? Thường xuyên kiểm tra sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng để tránh cháy nổ, hở điện gây điện giật. Khi sửa các đồ dùng điện trong nhà phải ngắt nguồn điện, sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện, treo biển cấm. Mở điện đi, đúng không? Cấm mở điện có nghĩa là mình đang sử dụng thì mình nói mình để cấm mở điện, hoặc cử người giám sát nguồn điện. Tiếp theo là các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa cần xử lý đúng cách để tránh tác hại ảnh hưởng tới môi trường, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 2, phân biệt vải sợ thiên nhiên và vải sợ tổng hợp. Như câu số 2 mình trả lời như sau. Mình sẽ phân biệt vải sợ thiên nhiên và vải sợ tổng hợp như sau. Vải sợ thiên nhiên thì nguồn gốc được dịch từ các sợ có nguồn gốc tự nhiên như là vải sợ bông, còn gọi là cầu tâm, vải tơ tằm, vải sợ len. Tính chất vải sợ bông và vải tơ tằm thì sẽ độ hút ẩm cao mà khó mát, nhưng dễ bị nhèm hay còn gọi là bị nhăn. Vải len có khả năng giữ nhiệt tốt. Còn vải sợ tổng hợp thì nguồn gốc được dệt từ bằng các loại vải, từ sợ có nguồn gốc từ khang đá dầu mỏ như là sợi ni lông, sợi polyester. Tính chất thì bền đẹp, giặt nhanh khô, không bị nhèo nhưng mà có độ hút ẩm khắp mà không khô mát, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Tiếp theo là câu số 3, vì sao người ta thường sử dụng đèn compact trong chiếu sáng hiện nay? Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. Người ta thường sử dụng đèn compact trong chiếu sáng hiện nay vì đèn compact có khả năng phát sáng cao, tuổi thọ cao, ánh sáng an toàn với mắt người sử dụng. Thì hiện nay đèn compact đã
nó không bằng đèn LED, nha. Đèn hiện nay người ta sử dụng đèn LED nhiều hơn, vì đèn LED sẽ cho ánh sáng phát sáng xa cao, tuổi thọ cao hơn và ánh sáng an toàn với mắt hơn, đúng không? Mình nhớ là cái đèn neon của mình, hay còn lại là đèn ống quỳnh quang, thì có một hiện tượng chính là phát ánh sáng không liên tục, đèn bị chớp tắt. Mình thấy là nó chớp tắt với tốc độ rất là nhanh nên mắt mình không cảm nhận được. Nhưng mà nếu mình sử dụng một thời gian thì mình sẽ cảm nhận được, cảm giác là mắt mỏi, bị mỏi mắt, đúng không? Là do ánh sáng phát ra không liên tục, dù là tốc độ nhanh nhưng mà không liên tục nha. Nên hiện nay người ta đã chuyển sang đèn LED hết rồi. Vì đèn LED sẽ phát sáng cao nè, tuổi thọ cao hơn và ánh sáng to quan toàn với mắt người sử dụng hơn. Như giờ mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 mình sẽ tính điện năng tiêu thụ của đèn 220V và 40W mỗi ngày bật 5 giờ. Mình sẽ tính xem điện năng tiêu thụ trong một tháng, có nghĩa là 30 ngàn. Như công suất của bóng đèn chính là mình quyết tắc là PD 40W. Thời gian sử dụng một tháng tính thành giờ. Như vậy là mình sẽ thời gian mình quyết tắc là T nhé. Đúng này. Mình sẽ lấy thời gian là 5 giờ một ngày nhân cho 30 thì một tháng là mình sử dụng khoảng 150 giờ. Đúng này. Điện năng tiêu thụ của đèn trong một tháng thì mình sẽ lấy công suất nhân cho thời gian, đúng không? Có nghĩa mình sẽ lấy 40 nhân cho 150 thì kết quả sẽ là 6.000, đúng không? Watt giờ. 6.000 watt giờ mình đổi qua sẽ là 6 kilowatt giờ, đúng không? Thì khi mình tính tiền điện thường là tính theo kWh, ví dụ như là 1 kWh hiện nay là khoảng 1.000 mấy đến 2.000 mấy, tùy theo bật, bật 1 thì là khoảng 1.000 mấy thôi, còn bật 3-4 thì khoảng 2.000 mấy, đúng không? Như vậy nếu mình sử dụng bóng đèn mỗi ngày 5 giờ thì một tháng chỉ có 6 kWh thôi, thì mình thấy bóng đèn là nó sử dụng điện năng cũng ít hơn, đúng không? Nếu điện năng tiêu thụ trong nhà mình nhiều nhất là cái gì? Chính là cái máy lạnh. Thì máy lạnh điện năng, số tiền điện sử dụng điện năng tiêu thụ của máy lạnh sẽ chiếm khoảng 50-60% tổng tiền điện của gia đình mình nha, đúng không? Thì gia đình mình nếu xài nhiều máy lạnh thì tốn tiền rất là nhiều, đúng không? Còn một máy lạnh thì nó ít hơn, đúng không? Ngoài ra ngoài máy lạnh thì tiếp theo đến là tủ lạnh, đúng không? Thì hai thiết bị đó sử dụng khá nhiều điện năng, đúng không? Còn những như là bóng đèn thì nó sẽ tiêu thụ điện năng ít hơn, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5. Tiếp theo là câu số 5, bạn Lan có một chiếc quần màu vàng, bạn Lan cần lựa chọn áo có màu sắc như thế nào cho phù hợp? Giờ hãy trả lời câu hỏi số 5 luôn. Như vậy là nếu mà bạn đang có một chiếc quần màu vàng thì bạn đang cần lựa chọn áo có màu sắc như là màu vàng kem, màu vàng, màu trắng hoặc màu đen cũng được, đúng không? Thì nó phối màu sẽ hợp lý hơn. Giờ như là mình xong câu số này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng giới thiệu bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì có nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.